Câu số 1. Bạn nhìn thấy gì trong các chấm đỏ này? Đáp án. Bạn có thấy các chấm đỏ có màu nhạt hơn là hình chữ T không? Câu số 2. Tên của bạn có trong đây, hãy tìm nó. Đáp án, đây là tên của bạn. Câu số 3. Ta có các mũi tên như trên hình. Bạn hãy cho biết mũi tên nào sẽ bắn trúng tâm màu đỏ. Đáp án. Đó là mũi tên số 1. Câu số 4. Tin biểu tượng cảm xúc khác. Đáp án. Ta có hai biểu tượng cảm xúc khác. Câu số 5. Ta có hai chiếc đồng hồ A và B. Vậy đâu là chiếc đồng hồ giả? Đáp án. Cái A là giả. Vì cái kim chỉ giây không thể quay hết vòng nếu nó chuyển động. Câu số 6. Tìm biểu tượng cảm xúc khác. Đáp án đây bạn. Câu số 7. Bạn nhìn thấy gì trong các chấm màu xanh này? Màu xanh nhạt hơn xếp thành chữ D. Câu số 8. Hãy tìm chữ M trong đống V kép này. Nó nằm ở đây. Và ở đây nữa. Câu số 9. Biểu tượng cảm xúc nào khác nhất? Đáp án. Bạn có nhìn thấy vành miệng của con này đang mếu không? Câu số 10. Bạn hãy cho biết đây là chữ gì? Lưu ý, đây là câu đố dạng nhìn hình đoán chữ. Hãy cho đáp án của bạn ở cuối video này. Và nếu bạn thấy hay thì hãy ủng hộ kênh giúp mình bạn nhé.